Kính chào quý vị và các bạn. Ngày 1 tháng 8 năm 2016, Nghị định 46 trên CB của Chính phủ có hiệu lực thi hành. Trong đó có việc nâng mức xử phạt hành vi uống rượu bia vượt quá nồng độ cho phép khi lái xe. Đối với trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện và các loại xe tương tự, khi điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50mg đến 80mg trên 100ml máu, hoặc vượt quá 0,25mg đến 0,4mg trên 1 lít khí thở, sẽ bị phạt tiền từ 1 triệu đến 2 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Nếu trong máu hoặc hơi thở của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện và các loại xe tương tự có nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu, hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở, sẽ bị phạt tiền từ 3 triệu đến 4 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 3 đến 5 tháng. Người điều khiển xe ô tô và các loại xe có kết cấu tương tự như ô tô tham gia giao thông trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu, hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở, thì sẽ bị xử phạt từ 2 triệu đến 3 triệu đồng và tạm giữ phương tiện đến 7 ngày. Nếu trong máu hoặc trong hơi thở của người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự ô tô tham gia giao thông trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50mg đến 80mg trên 100ml máu, hoặc vượt quá 0,25mg đến 0,4mg trên 1 lít khí thở, sẽ bị xử phạt từ 7 triệu đến 8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 3 đến 5 tháng và tạm giữ phương tiện đến 7 ngày. Người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự ô tô trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80mg trên 100ml máu, hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở, phạt tiền từ 16 triệu đến 18 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 4 tháng đến 6 tháng và tạm giữ phương tiện đến 7 ngày.